Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cóp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu An Cung Ngưu Hoàng là gì? An Cung Ngưu Hoàng là tên của một bài thuốc độc đáo và nổi tiếng của y học cổ truyền Trung Quốc. Tác giả của nó là danh y Ngô Quốc Thông, đời Thanh của Trung Quốc. Thuốc được bào chế dưới dạng viên hoàng dùng để uống. Công dụng: theo dược học cổ truyền, An Cung Ngưu Hoàng có công dụng đặc biệt trong việc thanh nhiệt giải độc, trấn kinh khai khiến, chuyên trị ôn nhiệt bệnh, trừ đàm, hạ nhiệt giải độc, trấn tĩnh, chống co giật do sốt cao gây nên, chống viêm tiêu thủng, hạ huyết áp người bệnh và đặc biệt là có tác dụng hồi tỉnh, phục hồi tế bào não bị tổn thương trong trường hợp bị hôn mê, rối loạn ngôn ngữ, bại liệt và đột quỵ não. Đây là một trong ba phương thuốc khai trọng yếu, lương khai tam bảo hay ôn bệnh tam bảo, cùng với chí bảo đan và tự tuyết đan là một trong các loại dược vật cấp cứu hữu hiệu của nền y học cổ truyền. Cung chỉ tam bào. Tam bào chính là cái màng ở ngoài bọc lấy kim, ôn nhiệt độc, tà nội hãm. Khi xâm phạm vào tâm, trước hết là tác động đến tam bào. Nếu như nhiệt tà quá thịnh sẽ làm nhiễu loạn thần minh mà dẫn đến tình trạng thần hôn thiềm ngữ. An Cung Ngưu Hoàng có những khả năng thanh hóa đàm nhiệt nội hãm tâm bào. Nhiệt thanh đàm hóa thì tâm thần sẽ an, vì thế mà gọi là An Cung. Trong phương dược thì Ngưu Hoàng, Tê Giác và Xạ Hương có công dụng tốt trong việc thanh tâm tả hỏa giải độc, dục đàm khai khiếu, tức phong định kính là quân dược. Hoàng cầm, hoàng liên, sơn chi, thanh nhiệt, tả hỏa, giải độc, mai phiến, phương hương, khứ uế, khu ốc, kim tán, tà hỏa, thông khai bế, chu sa, trân châu và vàng lá trấn tâm an thần, mật ong hòa vị, điều trung. Chống chỉ định, An Cung Ngưu Hoàng cũng có những thành phần hoàn tán như xạ hương, ngưu hoàng, sừng trâu, v.v. là những vị thuốc mang tính hàn lạnh, cho nên những người bị bệnh ở thể tư hàn, thân nhiệt giảm thì tuyệt đối không sử dụng. Nếu sử dụng sẽ khiến cho bệnh nặng lên, còn những trường hợp ở thể nhiệt nóng thì có thể sử dụng được. Những đối tượng nên sử dụng An Cung Ngưu Hoàng. Các dạng An Cung Ngưu Hoàng được khuyến khích sử dụng trong những đối tượng sau: người có bệnh tim mạch, huyết áp cao, người đã bị tai biến đột quỵ cần được phục hồi, người bị sốt cao, co giật, mê sản, hôn mê do trúng phong, người bị thiếu máu lên não, người béo phì, ít vận động cần phòng ngừa đột quỵ. Để đảm bảo an toàn tránh sử dụng cho những đối tượng chống chỉ định: phụ nữ có thai và đang cho con bú, phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, người mới uống rượu bia xong, người có thể hàn tỳ vị hư hàn, người bị suy giảm chức năng thận gan, người bị dị ứng với thành phần An Cung Ngưu Hoàng nên thận trọng khi sử dụng. Hãy chọn mua và sử dụng An Cung Ngưu Hoàng thật đúng cách bạn nhé, vì sự an toàn cho sức khỏe của bạn. Hướng dẫn sử dụng An Cung Ngưu Hoàng. Có nhiều sản phẩm khác nhau, ứng với từng mức độ bệnh, bạn sẽ được tư vấn sản phẩm phù hợp. Viên An Cung Ngưu Hoàng có thể dùng nhai trực tiếp sau đó uống nước vào hoặc hòa tan viên hoàng với nước ấm cho người bệnh dễ dùng. Liều dùng là mỗi ngày chỉ uống một lần, lượng dùng tùy theo đối tượng. Trẻ em dưới 3 tuổi mỗi ngày uống 1/4 viên. Trẻ em từ 4 đến 6 tuổi mỗi ngày dùng 1/2 viên. Người lớn mỗi ngày 1 viên. Tốt nhất trước khi sử dụng bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng bệnh và có liệu trình sử dụng hợp lý, nhanh chóng đẩy lùi bệnh tật. Bên trên là những thông tin về An Cung Ngưu Hoàng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.